Vâng, xin chào các chú bác, các trở lại với cả trang kính cổ quý xưa. Ngày nay em lên một cặp đó là Cơn và Mũ Mỹ Xưa, mũ sáu múi ok lắm. Vâng, trước tiên em vào mã số 1 đã. Trước khi vào kênh bác để supply xem bên em có giá tốt. Vâng, đây là mã số 01 nhá. Cơn chữ viên hoa chữ to đại đầu, sản xuất thập niên 1960 đến 1969 nha, Mỹ Xưa nha, 6970 đấy, khoảng ấy nha. Con này size 52 em sẽ đo cái chiều ngang bao nhiêu nhá. Thông thường là 13,8 nhưng có cây thì 13,9, có cây thì là 1140. Nó cũng tùy theo. 13,8 nhá. Con này là cầu 20 và tròng là tròng 52, size càng 440 nhé. Và cái này chuôi ve nó này nó hơi xuống, tức là nó ngả màu xuống màu theo thời gian năm tháng, hổ phách đấy, sướng lắm. Tất cả các dòng kính cổ hay là mũ Mỹ này em bán giới thiệu thì các bác chơi đeo nó hoài niệm, tức là hồi tưởng nhớ lại cái thời điểm ngày xưa đấy, thời kỳ bao cấp, thời kỳ chiến tranh đấy. Và Amme được cơn massage Mỹ xưa thập niên 1960 đến 1969-70 nhá. Và chuôi ve thì nó ngả màu theo năm tháng xuống màu theo hổ phách nhá, rất một rất đẹp nhá, xuất sắc thành với sắt nước zin hết nhá. Và mọi thứ là ok hết. Và bọc vàng này còn sáng ánh gương này còn đẹp gì chê nữa. Ở gầm cầu dưới giữa thì bao giờ nó có cái chữ đó là AU 1 phần 10 12K ghép và chuôi ve nguyên zin. Bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ nhé, em xem kính cổ của sơ đồ đính đi nhé. Các bác ở tỉnh xa hết sức tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô may tàu hỏa phương tiện nhất gửi phương tiện đó, thời gian gửi 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày. AU 1 phần 10 12K ghép này, mọi thứ rất rõ ràng, an tâm yên tâm nhé. Đấy. Tiếp theo hai càng hai bên đó là 5 phần 2 biểu tượng logo Amman Obisco chữ viết hoa 1 phần 12K ghép nhé. 5 phần 2 biểu tượng logo này American Obisco 1 phần 10 12K ghép chữ viết in hoa hay gọi là chữ to đầy đầu chữ to nhé. Và cốt ve dài nhé, cốt ve dài này đầy đầu nhá, đây có nó đây đấy. Đấy nhá, cốt ve dài thì nó gọi là đầy đầu nhá. Đấy, tiếp theo sang càng bên trái cũng như thế thôi, chữ viên hoa và đảo chiều nhau đấy, nó cũng đơn giản đấy, không có gì khó đâu. Và đấy đây nhá, 5 phần 2 biểu tượng logo này American Optical này, 1 phần 10 12 cái chữ viên hoa này, cốt ve dài này đấy, có nó nhá. Đấy, rất là cẩn thận đấy, chi tiết lắm. Và đây là mã số 1 nhá, xuất sắc nha, zin hết nhá. Và đây ạ, zin hết ạ, ốc quác đẹp nhá, xuất sắc không còn điểm gì để chê đấy. Và đấy, nguyên tu nguyên tán này, đấy trời thế nó mới sướng, xuất sắc nhá, không gì mình chê nhá. Và zin hết nhá, và thành vắc sắc nét đẹp, zin hết nhá. Xuất sắc nha. Vâng. Đây là mã số 1 nhá, giá là 15 triệu 600 nghìn, 15 nghìn 600k nhá. Một vài vị trí kính lên tiết đĩa. Ok lắm. 1 2 3 4 5 6 tức là 6 vị trí lên tiết đĩa nhá. Vâng. Giá là 15 triệu 6, 15 nghìn 600k nhá. Về hình thức của bán, bác nào chuyển khoản 3 ship nhá. Bác nào ship phốt luôn là đặt cọc 100 đến 200 tùy theo giá kính nhá. Về thời gian bán hàng, em bán từ 8 giờ sáng 23 giờ, 8 giờ đến 11 giờ tối mà tất cả ngày anh tuần không nghỉ nào kể cả lễ Tết. Với điều kiện bác đến điện thoại trước tránh tình trạng đến đột xuất nhé. Đây cút ve dài này. Giao thời thập niên. Giao thời là gì? Giao thời là từ đời chữ nhỏ chuyển sang chữ to. Đấy là gọi là cút ve dài giao thời. Amme đời cơn quá xa xưa Mỹ chuẩn ao nhất nhé, 15 triệu 6 nhé. Cơn chữ viên hoa chữ to đời đầu chữ to nhé. Xuất sắc nhé, thành vắc sắc nét đẹp zin hết. Vâng. Không có lỗi lầm gì ạ. 15 triệu 6, 15 triệu 6K. Đấy, về thời gian bán hàng từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần không nghỉ nào, với điều kiện bác đến điện thoại trước tránh tình trạng đến đề xuất quá thì đi thẩm định đồ đi gửi hàng, thì bác điện thoại trước là liên hệ bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn tất cả về kính cổ đồ cổ. Khi bác mua kính cổ đồ cổ, bác phải chọn cho mình những cái địa chỉ số điện thoại lâu năm song hành, dễ nhìn dễ tìm thấy, mở ra thấy ngay địa chỉ số điện thoại lâu năm trong nước ngoài nước, cực kỳ quan trọng, rất quan trọng luôn, lưu ý đấy. Và vì rất nhiều bác đã mắc bẫy ở nhiều đối tượng xấu, là nó coi như là nó không công khai hình ảnh con người, không có địa chỉ bán hàng lâu năm, đấy là rất là rủi ro luôn, kinh nghiệm xương máu luôn đấy. Vâng, tiếp theo là mã số 02 nhá. Đây, mã số 2 đây là cái mũ Mỹ xưa, con này là size của nó là size 7/4 và sản xuất năm 1976 nhá. Và xuất sắc này, đấy, mũ sáu múi nhá, đẹp nhá, zin hết nhá, xuất sắc không điểm trừ. Đấy, bây giờ đi chi tiết bên trong nhá. Con này là hai tem của nó nhá, là cấp hot water ORG 106 DSA 176 và 1973 nhé. À xin lỗi bác, là sản xuất năm 1973 nhé. Và size 7/4 nhé.
Vâng, xin lỗi các bác, sản xuất 573 đấy ạ. Vâng. Đấy nha, các hot wire này, DSA 106 này. Đấy. Đầy đủ thông tin nhá, còn nó là DSA 100 này và số 76 và 1973 này. Đây nhá. Vâng. Này, hai tem của nó nhá. Đầy đủ nhá. Đây nhá, đầy đủ nhá. Đấy. Thông tin thông số đây này, đấy, 1973 này. Đây này, 1973 này. Đấy. Đây nhá, 1973 này. Đấy. Rất là rõ ràng nhá. Vâng. Cẩn thận lắm. Đầy đủ luôn nhá. Đấy, đây nhá. Bây giờ em độ đầu cái size 7 phần 4 này là nó tương đương vòng đầu 58 và 60 nhá. Thật ra là em phân tích rất nhiều các phiên trước rồi. Thì là cái size mũ này là size vòng đầu 58 và 60. Là size 7 phần 4 là size vòng đầu 58 và 60. Thì tuy nhiên các bác cũng không phải lo lắng, bởi vì em cũng mũ em đủ size số. Bác nào đầu nhỏ hoặc đầu to em có đủ size số, an tâm yên tâm. Cái này size này đối với đầu của em thì em không vừa, vì em chỉ vừa với cả đầu là size 7 5 vòng đầu 54 56 thôi ạ. Cái size này vòng đầu 58 60 đối với em là to. Và nhưng đây em vẫn đội lên để các bác quan sát được cái vẻ đẹp của cái mũ như thế nào. Đó. Mọi thứ là rõ ràng luôn đấy. Rất là an tâm là sướng lắm. Và xuất sắc nhé, không có điểm chê đó. Đây là mã số 02 nhé, mũ Mỹ xưa thập niên 1973 nhé, sản xuất 1973 nhé. Và giá cái mũ này em giao lưu với giá là 73 triệu 6, 3.600k nhé. Giá là 3 triệu 6, 3.600k nhé. Mũ giá 3 triệu 6, 3.600k. Xuất sắc, zin hết. Vâng. Nói chung là hai cái món đồ này em lên thì đều là zin hết, đều là hàng Mỹ xưa. Nói chung là mình đeo kính hay đội mũ đều rất là sướng, bởi vì làm sao? Bởi vì là đều hàng siêu tầm, hàng lưu kho lưu bãi, còn rất là mới, rất đẹp. Vâng. Và mũ Mỹ mà đi với kính cơn thì là chuẩn rồi, ok rồi. Đấy, ngày xưa mà bác nào mà có thập niên 70-80, quần ga, áo ga, dép đúc cao su, mũ cúi kính cơn. Bác nào mà đẳng cấp nữa thì là mũ 6 múi này. Đó. Đồng hồ Rolex nữa thì được, hay là nếu mà tối thiểu bác nào có đẳng cấp thì chơi đồng hồ Rolex. Không thì là ví dụ như Pulsot, SK, Longines, Omega. Thì tùy theo cái kinh tế và kinh phí thời điểm của bác đó là những thập niên 70-80. Đấy là ví dụ như thế. Nhưng mà nếu mà nói đẳng cấp chơi thì ngày xưa thì là quần ga áo bay Nga này. Đấy, đấy là mình nói về mùa đông. Đấy, dép đúc cao su, mũ cối, kính cơn. Thì kính cơn đây rồi. Còn bác nào có điều kiện thì là chơi mũ 6 múi này. Thì là ok luôn. Đấy, nó tùy theo cái kinh tế của từng các bác một vào cái thời điểm đấy thôi ạ. Chứ còn còn bác nào tùy theo cái điều kiện thôi ạ. Có những bác còn chơi đẳng cấp hơn rất nhiều. Có bác chơi thì là đồng hồ Rolex. Đấy, có những bác thì là chơi đồng hồ Longines, Omega. Rồi là Pulsot 23 chân kính, 29, 23, 21, 23, 29 chân kính. Nó cũng tùy theo. Đấy. Còn về sau là thì là chơi là có những bác chơi là chạy đồng hồ SK đấy. Đấy, mặt huyết đấy. Nó tùy theo kinh tế thời điểm đó như nào. Vâng, vừa rồi là góc độ chia sẻ cũng như cái nút là cái, cũng như là cái một chút hoài niệm về ngày xưa, những năm tháng khó khăn đất nước, thời kỳ mà gọi là bao cấp mà ăn bo bo các thứ đấy. Vâng. Rồi là xếp hàng sách nước, rồi xếp hàng xếp tam phiếu. Cũng hoài niệm cũng kỷ niệm lại những cái năm tháng khó khăn đất nước một chút. Đó, vâng, rất cảm ơn bác nào yêu quý trang kính cổ xưa nút đăng ký kênh, subscribe, share, bên em luôn luôn có giá tốt. Chào các bạn.